Vâng, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Shop Bạc bên nhà mình. Hôm nay thì mình cho mẫu đeo trực tiếp một cái dây đơn tay rất là to. Dây này mình đang quay cho mọi người xem là có trọng lượng là 12 cây và có cái bản to ngang là 1/8. Đấy thì mẫu này thì mình cũng thường xuyên nhé để tư vấn cho mọi người. Bởi vì là mẫu này các bạn yên tâm là bạc sẽ vô cùng là chuẩn, đẹp, và đặc biệt là với cái dáng dây đơn như này nó rất là dễ đeo và phù hợp với lại mọi lứa tuổi luôn. Đấy thì anh em nào mình đeo nhỏ nhất thì các bạn cũng lên làm 2 cây, còn anh em nào mình thích đeo vừa vừa thì các bạn làm 4-5 cây, còn đeo to khủng thì các bạn đặt trên 10 cây nhé mọi người nhé. Đấy thì nó mới to được. Bởi vì đây là một cái mẫu dây mà nó có cái bản rất là dày. Đấy các bạn nhìn nhé, nó cực kỳ là dày luôn. Đấy, vì vậy mà cầm nó rất là chắc tay và các bạn đeo là nó rất là đạp cổ. Mẫu này thì nó có ưu điểm rất là lớn, các bạn đeo nó sẽ rất là sạch và sáng mọi người nhé. Đấy, khi các bạn vệ sinh lại nó cũng rất là đơn giản thôi. Và mẫu này thì các bạn càng đeo càng thích. Đấy, bởi vì nó sẽ không bị lỗi mốt như là những cái mẫu khác. Đó, vì vậy mà khách hàng bên nhà mình rất là chuộng cái mẫu dây này mọi người nhé. Đấy thì ngoài cái mẫu dây này ra thì mình còn có rất là nhiều những cái mẫu khác nữa để tư vấn cho mọi người. Các bạn có nhu cầu thì liên hệ mình qua cái số điện thoại là 0966 646 460. Đó thì hôm nay là mình cho mẫu nhé, mẫu đeo trực tiếp cái dây đơn này để cho mọi người nhìn khi mà cái sản phẩm nó đeo lên cổ thì nó sẽ có cái dáng như thế nào. Đấy để mình dễ hình dung để các bạn có cái quyết định đặt hàng cho nó phù hợp nhé. Đấy thì nếu như bạn nào mình có nhu cầu cần tư vấn về sản phẩm bạc thì các bạn liên hệ mình qua cái số điện thoại ở dưới. Một lần nữa là xin cảm ơn tất cả mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.